Chào các anh em đang xem miền Tây Sola ha. Bữa nay tối ngày thứ hai, ngày 4/7/2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng ha. Thì trước mặt sau lưng gì giờ cũng đèn hết. Lúc nào cũng vậy mọi người. Đó. Cứ rảnh là gói hàng cho anh em thôi. Và bây giờ mình đang lên tới cái đơn UFO kim cương. UFO kim cương nha anh em. UFO này được ghi là 800W nha. UFO kim cương là được rồi. Anh em như cứ nhớ kim cương là được rồi. Tại vì mình nó có tên đó thôi, không có sợ nhầm lẫn đâu. Giá là 1.130.000. Gửi cho anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Anh khá xa ha, thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Thì anh có nhu cầu lấy một cái thử ha, xài được lấy tiếp. Đó thì cũng nhiều anh em thợ và những cái đại lý hỏi mình là bây giờ lấy hàng này với số lượng thì có bớt được không? Thì mình báo với anh em là chúng ta hoàn toàn có thể bớt khi anh em đến nhà mình. Chứ còn mà mình gửi đi như vậy bớt không nổi nha anh em. Đó anh em đến nhà mình, cố gắng đến nhà mình thì mình ráng mình bớt được ha. Bớt tiền xăng anh em lấy 10 cái thì mình có thể bớt anh em 20.000 cái thôi. Đó thì anh em được 200.000, anh em đổ xăng chạy thoải mái. Còn gửi bưu điện mà mình bớt là lỗ mọi người. Lỗ công gói, lỗ ba cái dây nhợ đồ, băng keo đồ mọi người. Thì bây giờ thôi trở lại với cái đèn của anh Hòa đi ha. Thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Thì cái đèn UFO kim cương này là cái mình mới mang về và hiển nhiên là nó sẽ sốt nè. Mình biết chắc cái này thế nào cũng sốt. Lý do là tại sao? Nó rất là đẹp ha. Một lý do đơn giản, rất là đẹp. Cấu hình thì nó như là cái UFO ngàn y gan, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Đường kính của nó to nè, từ đây qua đây là 6 tấc mốt nha. Đường kính của vòng tròn này là 6 tấc mốt. Nó có 450 con 5730, 450 con. Bộ pin lưu trữ là 25 Ah và tấm pin sạc là 25W. Đây, tấm pin sạc ở dưới nè mọi người, 25W. Đấy. Bộ pin lưu trữ là 25 Ah nha. Miếng mũ này nó bay. Miếng mũ cũng bay. Rồi, kệ đi. Mình nhắc lại với anh em là nó có một cái miếng BK nè. BK trong suốt nha, BK trong suốt. Và nhìn giống kim cương cho nên người ta đặt là UFO kim cương. Giá đang bán ra là 1.130.000. Mình bao giá trên thị trường anh em luôn ha. Thị trường anh em mua cái này mà với giá này thì nói chung là không có rồi. Đó thì anh em đam mê thì cứ liên hệ ha. 076 687 4311. Đó thì nhiều anh em hỏi mình là cái UFO ngàn là 988 led, còn UFO này là 450 led. Vậy thì cái này nó sáng bằng cái kia không? Câu trả lời là sáng như nhau nha anh em. Cái này sáng bằng cái UFO ngàn luôn nha. Đó, nó khác với nhau về con led nhưng mà người ta chỉnh cái chế độ anh em. Thí dụ như 988 led kia nó đang xài ở chế độ là 3V, mạch nó đưa ra 3V. Còn bây giờ 450 con led này nó, cái mạch nó đưa ra là 3V 3, thì nó sáng hơn ha. Con led này nó sẽ sáng hơn con led kia. Và 450 con này vẫn đảm bảo ánh sáng. Đó anh em. Mà 400 mấy chục con là rất là nhiều luôn nha, rất là nhiều và ánh sáng là ok. Anh em mua cứ gọi là an tâm, hàng CDN người ta sản xuất tính toán kỹ lắm mọi người, tính toán kỹ lắm, không bao giờ làm cho cái đèn. Nhiều anh em nói có bao giờ bị hớ không, tiền mất tật mang không, sao led ít hơn kia rồi có được như hàng UFO ngàn không? Ngàn thì anh em biết rồi, còn cái này thì anh em chưa biết cho nên là sợ không đạt được cái chất lượng cỡ như vậy ha. Thì cái video này sẵn test cho anh Hòa thì mình sẽ test thiệt kỹ video cái UFO này ha. Mình nhắc lại anh em nào mà mua cái này về và ốp trần á là rất là ok luôn nha. Nó ok ở chỗ là nó đẹp, cực đẹp luôn ha. Ốp trần là khỏi chê. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình test độ sáng nó cho anh em coi ha. Test độ sáng của cái đèn này. Thì bây giờ mình bắt lên ở trong đây nè. Nóp nè. Ủa chưa có pin hay sao không cháy? À quên bấm nút này nha anh em. Đó anh em thấy nó cháy rất đẹp không? Rất là đẹp, giống như người ta đang nhìn ở trên một cái bầu trời đầy sao. Đặc biệt cái remote này nó không có nút radar nha, nghĩa là chỉ có on off auto 3 giờ 5 giờ thôi. Đèn này được chỉnh cháy sáng nguyên đêm cho nên là nó không có cần phải radar ha. Nó sáng 100% nha anh em. Đấy. Ok chưa nè. Em ra cầm giùm em. Bây giờ mình sẽ test cái độ sáng của nó ha. Nhiều anh em lo là nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta thì bây giờ mình ra cái chỗ trời tối mình test độ sáng luôn nha. Rồi bây giờ mình ra ngoài tối để mình test độ sáng của cái UFO kim cương nha anh em. 1 2 3 nè. Đó.
Đó, đèn như thế này mà anh em nói có 450 led không biết sáng bằng cái ngàn không, anh em thấy như vậy nó sáng không anh em? Đó. Ghê hồn không? Đó. Rất là ok, ở một cái khoảng không gian cực kỳ rộng luôn nha. Anh em treo cái cột khoảng 5 thước, 4 thước rưỡi nè. Cực đẹp không? Đó, chá camera luôn, mình lại gần cho anh em lấy nét cho anh em coi cái đèn này. Đấy. Thấy không? Thứ nhất là đẹp. Thứ hai nữa là sáng nha anh em. Đó, chỉ có hai cái đó mình cần phải nói cho anh em thôi. Nè. Đèn phà xuống đất nè mọi người. Đấy, quay từ xa cho anh em coi nè. Đấy. Rất là sáng ha. Anh em không bao giờ thất vọng, mình đảm bảo luôn anh em không bao giờ thất vọng. Đấy. Đèn này không mua mua đèn gì giờ ta? Quá ok luôn. Ánh sáng rất tuyệt vời luôn. Này mà ta treo lên cái trụ cao lên thì rất là đẹp. Ở đây mình không có treo trụ cho nên mình cầm đỡ nha anh em, cầm giống như test đỡ nè, mình xa ra cho anh em thấy nè. À, quay nè, cái đèn này thấy không? Đó, cầm cái đèn ở vị trí đó nha. Rồi úp xuống nè. Đó, anh em thấy không? Ở đây là độ cao này mới có chừng 2 mét thôi. Anh em nên treo khoảng 4 mét rưỡi 5 mét nha thì cái đèn sẽ rất là ok. Đó. Cao lên em. Đấy. Một khoảng không gian rất là rộng, hàng trăm mấy trăm mét vuông luôn á. Mấy trăm mét vuông luôn nha mọi người. Thấy không? Đấy. Quá tuyệt vời nha. Đó, mình quay gần lại cho anh em thấy nữa nè. Anh em nào mà mua đèn này ở ốp trần là quá đẹp luôn nè. Đảm bảo anh em đẹp luôn. Treo trong nhà cực kỳ lịch sự. À. Y gan như là một cái đèn trang trí chứ không phải là đèn năng lượng mặt trời nha mọi người. Rất là đẹp. Đấy. Còn ánh sáng thì rất là hợp lý nè. Vậy mới đem về bán chứ anh em. Đó. Cái nào mình cũng test thiệt kỹ mình đem về bán nha. Thôi bây giờ thì mình kết thúc video ở đây nha. Anh em đam mê cái UU kim cương này cứ liên hệ mình Zalo 076 687 4311 nha. Anh em có thể nhắn tin gọi điện thoải mái nha. Ở cái này thì mình đem về cũng hơi bị nhiều luôn, tại vì mình thấy nó rất là chất lượng cho nên mình đem nhiều về mình bán cho anh em ha. Anh em cứ cứ liên hệ với mình để lấy hàng, rất là nhiều hàng để chờ ăn chờ anh em nha. Nè cái đèn đẹp lắm nha, đường kính của nó là 6 tấc mốt nha mọi người, bự lắm nha. Đó. Rồi đam mê cứ liên hệ nha mọi người. Thôi mình xin chào anh em nha, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo. Cái mặt kính này BK này rất là trong và rất là dày cui luôn. Đó. Đèn rất đã luôn nha mọi người, đáng đồng tiền bát gạo nha anh em. Cam đoan trên thị trường là không ai bán cái đèn này với giá 1 triệu mốt 30 ngàn đâu anh em. Thôi mình xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.